I love talking on the phone. But hey, I just can't wait to have you home. Oh, I'm alright. Vi thực là xinh đẹp, Cường thật là hình tráng. Và đó đầu mới cho cả Vi lẫn Cường. Chúc Vi và Cường mà luôn vui vẻ hạnh phúc như trước giờ chúng em được biết đến là như vậy. Chúc các bạn hạnh phúc với nhau bình lâu, biết nhẫn nhịn và yêu thương nhau. We both know that this is right. So hey, should we wait another night? Oh, I'm alright for now, but I need you around. I'm gonna love you till the end. Cường đây từ nay trở đi là dễ, dù con là dễ là của gia đình nhà cũng không có ba. Thế còn lễ gái các cụ nhà gái chúng ta là nhận lễ cho cháu ạ. Thank you.
Someday we could all be free. Yeah, we could change the world.